Thần tài chỉ thẳng mặt, bốn con giáp vượng vận tài lộc, chúng số đặc biệt đổi đời sạch nợ trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật từ ngày mùng 7 tháng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết ý, mỗi người sinh ra đều có một cái số mệnh khác nhau. Và trái đất thì cũng có bốn mùa. Đấy, còn thăng trầm huống chi là con người. Và quả thật như vậy, trong cuộc sống muôn màu muôn trạng, lúc thì cho chúng ta những cái may mắn bất ngờ để chúng ta làm những cái điều mình muốn, lúc lại gửi đến những cái khó khăn để thử thách lòng người. Và mỗi người lại có một cái số mệnh khác nhau. Có người giàu sang, có kẻ lại nghèo khó bần hàn. Mọi người trong số chúng ta ấy, thì đều mong muốn có một cái khởi đầu một cuộc sống tốt đẹp. Và mới đây, các bậc thầy tử vi cũng bất ngờ tiết lộ trong số 12 con giáp, cứ ngỡ sẽ bị hung tinh chiếu rọi, tiểu nhân theo bám, làm ăn thì thất bát, nợ nần thì triển miên, không thể trả nổi. Thế nhưng thật bất ngờ, trong hai ngày cuối tuần này, có bốn con giáp thì có những cái bước chuyển mình vô cùng là mạnh mẽ, làm việc gì cũng sẽ phát tài rực rỡ. Nếu nắm bắt tốt những cái cơ hội ngàn năm có một này, thì bốn con giáp này có thể lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, thậm chí trở nên giàu có vô địch thiên hạ, mua nhà, sắm xe cả gia đình sung sướng và hạnh phúc vậy thì vận trình của bốn con giáp này sẽ diễn biến ra sao và đó là những con giáp nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây à, quý vị thân mến con giáp may mắn đầu tiên trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật không ai khác đó chính là những người tuổi dần à, kính thưa quý vị nói chung trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật từ ngày mùng 7 tháng 2 đến ngày mùng 8 tháng âm lịch hay nó rơi vào ngày 16 tháng 3 và ngày 17 tháng 3 dương lịch thì những người tuổi dần sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp một cách là rực rỡ, mở ra cái thời kỳ thịnh vượng ấm no. Nói chung ấy, trong hai ngày cuối tuần này thì sự khôn ngoan và cái sự quyết tâm của các bạn chính là cái chìa khóa dẫn đến cái thành công. ở à, trong kinh doanh buôn bán cũng sẽ mang về những cái nguồn lợi nhuận khổng lồ. Nói chung ấy, những người tuổi dần À, có cái tài phân tích cái tình huống và khả năng đương đầu với những cái thử thách nên là họ sẽ luôn tìm ra cái phương án phù hợp nhất để giải quyết cái vấn đề mà mình gặp phải hơn hết chính nhờ cái sự khôn ngoan và nỗ lực hết mình đã giúp cho những người tuổi Dần dễ dàng nhận được cái sự tin tưởng của mọi người và có được quý nhân chiếu cố à, trong cái thời gian tới đây trong hai ngày thứ bảy chủ nhật này thì những người tuổi Dần sẽ ngập tràn cái năng lượng để nhận về cái kho may mắn đổ sộ thành tựu vượt trội và cái tài lộc thì chất đầy. Những người làm công ăn lương cũng sẽ luôn hoàn thành đúng kế hoạch và những người kinh doanh buôn bán ấy cũng sẽ làm ăn phát đạt hơn so với cái thời gian trước đó. À trong hai ngày cuối tuần này thì sự nghiệp của những người tuổi dần phát triển mạnh mẽ, mở ra cái thời kỳ thịnh vượng. Những người tuổi dần ở cái nơi làm việc cũng sẽ có nhiều cái cơ hội hơn và để phát triển sự nghiệp của họ. Tuy nhiên cũng chính trong những cái thử thách này thì những người tuổi dần sẽ có thể gì thể hiện được cái khía cạnh dũng cảm và cái năng lực vượt trội của bản thân à, bên cạnh đó thì những người tuổi dần ấy nói chung là là những người mà không ngừng vươn lên với chính mình để đạt được những cái thành quả ấn tượng đồng thời khả năng lãnh đạo và điều hành của những người tuổi dần cũng được khen ngợi nhiều hơn nhiều cái dự án khác nhau cũng sẽ được thúc đẩy một cách là suôn sẻ tạo ra cái nền tải vững chắc cho cái sự nghiệp bên cạnh đó công việc thuận lợi trong hai ngày cuối tuần này cũng mang đến cho những người tuổi dần một cái thời kỳ thịnh vượng về cái mặt tài chính họ sẽ có nhiều cái cơ hội hơn trong cái việc đầu tư và quản lý tài chính những người tuổi dần giỏi nắm bắt và gì đưa ra những quyết định thông minh hợp lý à, trong hai ngày cuối tuần này thì cái sự khôn ngoan và cái sự quyết đoán của những người tuổi dần ấy, cũng sẽ trở thành cái chìa khóa để mà kiếm tiền. Đầu tư kịp thời cũng sẽ mang lại cho những người tuổi dần một cái lợi nhuận khổng lồ. Đồng thời, cái sự hợp tác với những người khác và làm việc theo nhóm ấy cũng sẽ trở thành cái khởi nguồn cho cái sự giàu có của những người tuổi dần trong cái thời gian này. Nói chung ấy, làm việc cùng nhau không chỉ mang cái lợi ích kinh tế lớn mà còn giúp cho những người tuổi dần học hỏi được nhiều hơn. À, các mối quan hệ tình cảm của những người tuổi dần trong thời gian này cũng có nhiều cái khởi sắc, cái vận may tình duyên thì bền chặt hơn. Đấy. À, với mối quan hệ gia đình cũng sẽ được hòa thuận, êm ấm. À, gia đình là cái bến đỗ ấm áp nhất đối với những người tuổi dần. nói chung ấy, đây cũng sẽ là một cái thời kỳ hoàng kim à, giúp cho gia đình được hòa thuận hạnh phúc. dù trong công việc hay là trong cuộc sống, thì những người tuổi dần đều nhận được cái sự ủng hộ và thấu hiểu từ gia đình thông qua cái tương tác gia đình nhiều vậy nên những người tuổi dần sẽ tìm hiểu sâu sắc hơn về cái tầm quan trọng của gia đình và thực sự trải nghiệm được cái hương vị của một cuộc sống giàu có ấm no và hạnh phúc đối với những người tuổi dần đang còn độc thân thì đây cũng là cái thời điểm thuận lợi để các bạn bắt đầu một cái mối quan hệ mới chỉ cần những người tuổi dần mở lòng và chủ động thì sẽ có nhiều cái cơ hội gặp được những người mà mình thích còn đối với những người tuổi dần mà đã có người yêu ấy thì đây cũng là một cái thời điểm tốt để mà gì ra mắt với gia đình hai bên nói chung ấy quý vị cũng sẽ có một cái tình yêu viên mãn và cuộc sống thì ngập tràn trong hạnh phúc và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. À, tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật, đúng không? Không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ. À, thưa quý vị, nói chung những người tuổi tỵ là những người mà có tài quan sát rất là tốt, cùng với cái tính cách nhẫn nại, nên là khi họ gặp các tình huống bất ngờ nó xảy ra thì họ đều có thể bình tĩnh, điềm tĩnh để giải quyết mọi việc một cách là êm xuôi, đúng ở à, chính vì cái điều này mà những cái vấn đề nan giải trong cái thời gian trước đó cũng sẽ được tháo gỡ một cách rất là dễ dàng. À, những người tuổi tỵ thì luôn đưa ra được những quyết định sáng suốt và nhanh chóng trong những cái thời điểm quan trọng nên mọi việc thì đều diễn ra thuận buồm xuôi gió. À, và trong hai ngày cuối tuần này trong hai ngày thứ bảy chủ nhật này chính là cái thời gian tỏa sáng về cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi tỵ à, các bạn làm công ăn lương sẽ tìm được những cái điểm mấu chốt và hoàn thành công việc một cách xuất sắc à, còn những người làm kinh doanh buôn bán cũng sẽ được cái vận tài lộc nó chiếu cố à, khách hàng thì cứ ùn ùn kéo đến buôn bán thì không kịp trở tay sự nghiệp của những người tuổi tỵ sẽ có những cái sự thay đổi theo cái hướng tích cực trong cái thời gian này Nói chung ấy, đây cũng là một cái thời điểm đột phá của những người tuổi tỵ. À cho nên các bạn cần sự giúp đỡ của quý nhân trong cái thời gian này đó. Và nói chung ấy, những người tuổi tỵ biết lấy lòng mọi người thì cái vận thế của các bạn trong những ngày cuối tuần này sẽ được nâng cao và rực rỡ hơn. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong hai ngày cuối tuần này, từ ngày mùng 7 tháng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, thì có khả năng tăng cường cái nguồn thu nhập cho những người tuổi tỵ những cái cơ hội lớn đang đón chờ nhưng mà cái rủi ro tiềm tàng nó vẫn có vẫn còn tồn tại à, tài vận nửa cuối năm của những người tuổi tỵ cũng rất là khởi sắc nhất là gì vào những cái tháng cuối năm tháng 8 và tháng 12 lịch vì vậy mà quý vị có thể ung dung dung đùi mà ngồi hưởng cái tài lộc à, thưa quý vị nhìn từ góc độ sự nghiệp thì trong cái thời gian này những người tuổi tỵ chỉ nên mở mang cái sự nghiệp vừa phải, nghĩa là chỉ nên gì tiểu tiến. Đấy. Nếu mà ham thắng lớn mà không biết thua, không cẩn thận thì người tuổi tỵ có thể gặp phải những cái chuyện thị phi trong vấn đề sự nghiệp. Không nên hiếu thắng, kẻo lại rơi vào cái chuyện tai ương. Bên cạnh đó, sức khỏe của những người tuổi tỵ trong cái thời gian này thì nhìn chung cũng tương đối là ổn định. Quý vị nên kiểm tra tổng thể sức khỏe thường xuyên. Các bạn cũng không gặp cái tình trạng nào quá nguy hiểm nhưng mà cũng cần phải đề phòng những cái tổn thương đấy nó mang lại do cái sự bất cẩn. Thì ngoài ra những người tuổi tỵ cũng cần phải tập thể dục thể thao thường xuyên hơn, chọn cho mình cái chế độ ăn uống một cách phù hợp. Thêm nữa cái chuyện tình yêu của những người tuổi tỵ trong cái thời gian này thì cũng tương đối tốt vì có rất nhiều cái đào hoa tinh nó chiếu mệnh, nó mang đến cái sức mạnh về đào hoa và cái lòng tin và cái sự hạnh phúc đối với những người đối với những người tuổi tỵ. Nếu mà độc thân thì các bạn có thể nhận được cái lời tỏ tình hoặc là cái sự theo đuổi tán tỉnh của đối phương. Mối quan hệ sẽ phát triển khá là nhanh, thậm chí là có thể đi đến hôn nhân trong thời gian tới. Còn với những người đang yêu thì cái mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng được bền vững, mặn nồng, gia đình thì hòa thuận, ấm êm và hạnh phúc. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ rộng xíu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong hai ngày cuối tuần, đấy, ngày thứ bảy chủ nhật đấy, không ai khác đó chính là những chú khỉ, những người tuổi thân. À, quý vị thân mến, à, những người tuổi thân với cái bản tính nhanh nhẹn, hoạt bát, và rất dễ thích nghi nên có khả năng ứng biến với nhiều cái môi trường khác nhau. Điều này trang bị cho các bạn, những người tuổi thân ấy, có thể tiến xa hơn trong cái vận trình sự nghiệp, đặc biệt là trong cái hai ngày cuối tuần này. Thì đây cũng là cái thời điểm mà năng lực, kinh nghiệm và cái bản lĩnh của các bạn đã đạt đến cái giai đoạn chín mùi. À, các bạn có thể đưa ra những cái cách giải quyết công việc một cách hợp lý và nhanh chóng hơn trước rất là nhiều. Cái việc không ngại thay đổi và nhanh nhẹn thích ứng với chúng ấy, À, các bạn tuổi thân ngày càng chứng minh được bản lĩnh của mình để giải quyết những cái vấn đề khó khăn với cái tính cách hoạt bát các bạn cũng có khả năng kết nối với mọi người và tạo nên những cái mối quan hệ tốt đẹp đương nhiên là trong cái thời gian hai ngày cuối tuần sẽ là lúc mà các bạn những người tuổi thân ấy chìm đắm trong thành công vậy à, không chỉ xuất sắc hoàn thành công việc mà còn chiến thắng ở mọi mặt trận thương trường cái sự nhạy bén và trí tuệ cũng sẽ giúp cho những người tuổi thân để tìm ra cái đường hướng kinh doanh phù hợp cho bản mệnh hơn, từ đó tiền tài cứ thế mà đổ vào. Bên cạnh đó, phương diện tài lộc của những người tuổi thân cũng khá là rực rỡ. Từ thành công trong sự nghiệp và những bước tiến nhảy vọt của bản thân sẽ giúp cho những người tuổi thân có nhiều cái nguồn thu nhập khả quan. Không chỉ có cơ hội kiếm tiền nhiều, những người tuổi thân còn dễ được cất nhắc thăng chức tăng lương, mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Với những người làm công ăn lương thì đây là cái thời điểm mà các bạn đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho cái tập thể giúp cho mọi người tìm ra cái hướng đi mới tiết kiệm cái thời gian tiết kiệm cái công sức mà còn có thể thu về một cái khoản lợi nhuận lớn hơn. À, những người tuổi thân những người còn trẻ tuổi mới đi làm thì có thể dễ dàng đạt được cái sự thỏa thuận về mức lương ưng ý hoặc là mức thưởng như mong muốn. À, các bạn luôn cảm thấy tràn đầy cái động lực để cố gắng hơn mỗi ngày giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng hơn rất là nhiều nói chung ấy trong thời gian này thì những người làm ăn kinh doanh cũng dễ dàng gặt hái được những thành tựu nhất định và thu về những khoản lợi nhuận lớn thậm chí là vượt ra ngoài cái sự mong đợi khi mở rồi rào về tài chính thì các bạn có thể đầu tư thêm vào các hạng mục mới để mở rộng cái quy mô làm ăn để nâng cao cái vị thế của mình và của công ty. À, thêm vào đó những người tuổi thân còn có thể thu hồi vốn và phát tài bất ngờ từ những khoản thu tưởng chừng như là đã thất bại từ trước đó một số người còn dễ dàng trúng thưởng khi mà tham gia vào những trò chơi bốc thăm may mắn. Bên cạnh đó, à, không những may mắn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, đúng không ạ, mà phương diện tình cảm của những người tuổi thân trong cái thời gian này cũng được khởi sắc trông thấy. nhờ có sự khéo léo trong cái cách hành xử mà những người tuổi thân có thể gây được thiện cảm, được sự yêu mến của mọi người xung quanh, gia đạo thì yên ổn. một số cặp đôi thì có thể có tin vui trong cái thời gian này. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì đó chính là những người tuổi Tý. À, quý vị thân mến, cơ hội hiếm có khi mà những người tuổi Tý bắt đầu đấy được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong khoảng thời gian này, thì đây là cái khoảng thời gian tuyệt vời để hoàn thành cái giấc mơ kinh doanh đang còn dở dang à, thông qua cái sự chăm chỉ và nỗ lực vượt qua mọi thử thách. Thì những người tuổi Tý sẽ có dịp gặp gỡ được quý nhân và nhận được cái sự hỗ trợ đắc lực từ họ, công việc kinh doanh buôn bán từ đó mà cũng thịnh vượng và phát đạt hơn rất nhiều. À, nói chung ấy, trong hai ngày cuối tuần cũng là cái thời điểm mà những người tuổi Tý lập được nhiều cái thành tựu to lớn và thu về cái tài lộc dồi dào hơn. Khách hàng thì cứ nườm nượp kéo đến không kịp trở tay. Phương diện tình duyên của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng được khởi sắc khi mà các ngôi sao may mắn nó đang chiếu mệnh thậm chí là nhiều cặp đôi sẽ tiến đến hôn nhân và được gia đình ủng hộ ngập tràn trong hạnh phúc. À, thưa quý vị, những người tuổi Tý không chỉ có sự nghiệp thành công rực rỡ trong hai ngày cuối tuần, đúng không? mà tình cảm, sức khỏe và tiền bạc cũng có nhiều cái biến động tích cực. Những cái điều này đã tạo nên một cái thời điểm may mắn thuận lợi và tương đối viên mãn đối với những người tuổi Tý trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật. À, quý vị thân mến. Những người tuổi Tý trong cái thời gian này, đúng không? Thì sẽ sớm được thăng quan tiến chức, gặt hái được nhiều cái thành công trong cái sự nghiệp của mình. Con đường công ăn việc làm của những người tuổi Tý, nói chung cũng sẽ rất thuận lợi, thuận buồm xuôi gió và được quý nhân tương trợ giúp đỡ. À, tuy nhiên, sự nghiệp của những người tuổi Tý sẽ có một vài cái chắc trở và khó khăn cần phải vượt qua. Đối với những người tuổi Tý mà đang làm công ăn lương, thì quý vị nên mạnh dạn thử thách bản thân, đương đầu với cái điều mới mẻ để có được nhiều cái thành tích tốt hơn và nhận được cái sự tuyên dương của lãnh đạo. Còn đối với những ai mà đang hoàn thành cái con đường học vấn, cần phải tránh cái sự căng thẳng quá mức dẫn đến là kết quả không được như ý. Những người tuổi tí đang học tập thì cũng cần tập trung cải thiện bản thân mình nhiều hơn, chăm chỉ trao dồi kiến thức thì khả năng cũng sẽ được công thành danh toại. Một trong những cái điều nổi bật nhất ở những người tuổi tí trong hai ngày cuối tuần này ấy, chính là các bạn rất giỏi trong việc tiết kiệm tiền bạc nói chung ấy đây là một cái thời điểm bội thu về mặt tài lộc đối với những người tuổi Tý giúp gia tăng cái khoản tiền tiết kiệm lên một cái con số mới nói chung ấy trong cái thời điểm này các bạn sẽ nhận được rất nhiều cái dấu hiệu tích cực trong cái chuyện tiền bạc việc kiếm tiền cũng sẽ trở nên vô cùng suôn sẻ hanh thông được quý nhân trợ duyên giúp đỡ nên là cũng sẽ gặp được may mắn hết phần của thiên hạ à, tuy nhiên trong thời gian này những người tuổi Tý mà nếu có hợp tác làm ăn kinh doanh với những người thân ấy hoặc là bạn bè thì cũng nên chú ý đến cái chuyện lời ăn tiếng nói tránh dẫn đến những cái mâu thuẫn bất hòa điều này nó sẽ ảnh hưởng không ít đến cái con đường công danh tài lộc của các bạn. À, thưa quý vị, như vậy là trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật, ngày 16 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 dương lịch, tức là ngày mùng 7 tháng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, thì chúng ta sẽ có bốn con giáp may mắn tốt lành với những cái đức tính nổi bật khác nhau. Thì những con giáp này đã gì vượt qua mọi khó khăn gian khổ và gì đạt được những cái thành tựu to lớn có một cái khối tài sản cách sủ đó là những tuổi sau đây một là tuổi dần hai tuổi tỵ ba tuổi thân và bốn là những người tuổi tý vậy nên những con giáp này hãy nắm bắt lấy cái cơ hội muốn đạt được cái sự thành công ấy thì các bạn cũng cần phải dựa vào cái nỗ lực và cái trí tuệ của chính mình để tạo ra cái cơ hội kiếm thêm nhiều tiền bạc rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Uh, xin cảm ơn.